Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng quay lại với trung tâm thẩm mỹ Dr. D của chúng tôi hôm nay để chuẩn bị một trường hợp phẫu thuật nâng ngực. Một trường hợp rất là khó không phải là bởi vì là ngực xa trễ hoặc phì đại, mà đây là một trong những trường hợp mà tuyến vú không phát triển, mà chúng tôi gọi là thiểu sản tuyến vú. Đến tuổi dậy thì nhưng tuyến vú không phát triển, vì vậy mà gần như chúng ta thấy rằng là không có ngực. Và cái khó khăn thứ hai nữa là cái da cũng sẽ rất là căng, vì vậy mà cái mức độ để mình đẩy được cái túi lên nó cũng rất là khó. Đấy, một trường hợp cao 1m50. Tuy nhiên thì ngực rất là phẳng, vì vậy mà để đặt được cái túi lên thì nó cả một cái làm sao để nó cân đối với cả cơ thể thì nó rất là khó. Chúng tôi cũng đang dự tính là một cái nhóm size nó rơi khoảng từ 265, 285 hoặc 300. Để cho phù hợp với cơ thể thì có thể là với size 285 hoặc 300 nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong quá trình phẫu thuật thì còn phải tùy thuộc vào xem là cái khoang của chúng tôi bóc có đủ rộng hay không. Thứ hai nữa là cái độ giãn của da nó tốt hay không, mà chúng tôi sẽ phải quyết định một cái chất liệu làm sao nó phù hợp. Ví dụ như chúng tôi dự định là size khoảng 285 cho trường hợp này, ví dụ như thế. Tuy nhiên thì với một cái thực tế thì nếu như cái ngực nó da, cái tuyến vú cũng như là cái phần da của thành ngực nó đủ rộng thì chúng ta sẽ đạt được khoảng 285. Tuy nhiên là nếu như nó không đủ rộng, chúng tôi bắt buộc phải hạ size xuống một chút xíu. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Vì vậy mà trong quá trình thiết kế cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề là tạo khoang như nào để đủ mà vừa. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thì với những cái trường hợp mà hoàn toàn không có ngực như này thì chúng ta cũng có thể lựa chọn hai cái đường phẫu thuật, là phẫu thuật theo đường lách để hạn chế cái sẹo. Tuy nhiên thì nó cũng lại có một khó khăn là chúng ta sẽ phải tạo được một cái điểm mà cái đường chân ngực ở phía dưới, mà muốn tạo được cái đường chân ngực phía dưới tốt để nó ít bị di chuyển thì thông thường thì chúng ta lên sử dụng cái đường chân ngực, phẫu thuật qua đường chân ngực. Đấy. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem cái kết quả của ca phẫu thuật là như thế nào. Thì chúng tôi cũng dự tính là cái size khoảng 285 đối với bạn này, đặt cái size Evomix túi Motiva sai khoảng 285, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phẫu thuật qua đường chân ngực, bởi vì là một là để tạo được cái IMF mà cố định, nó fixe được tốt. Cái thứ hai nữa là cái đáp ứng được cái mong muốn của bạn, đấy là hạn chế làm sao cái đau tối đa. Và cái thứ ba nữa là cái để đảm bảo cái nguyên tắc về mặt an toàn cho sức khỏe cho khách hàng, thì cái làm đường chân ngực thì hạn chế rất nhiều yếu tố nguy cơ, ví dụ liên quan đến chảy máu, nhiễm trùng hoặc là về co bao sau phẫu thuật. Thì chúng ta một lần nữa chúng ta sẽ nhìn thấy là cái ngực làm cũng tưởng chừng nó rất là dễ bởi chúng ta chỉ đặt chất liệu không thôi, nhưng mà nó rất là khó bởi vì chúng tôi cần phải đặt thể tích bao nhiêu để nó đủ độ giãn của da, và đi cái đường phẫu thuật nào làm sao để fixe được cái chân ngực nó tốt. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả như thế nào. Chúng tôi sẽ cũng trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn ở dưới comment, và chúng tôi sẽ cập nhật cái kết quả ở trong sau khi phẫu thuật để chúng ta cùng theo dõi. Xin cảm ơn tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở cái livestream về kết quả.